Shop xin kính chào các bác. Hôm nay tôi làm cái clip ngắn chọn hàng cho một anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ấy đặt tôi một cái size 12 ni mắt hổ, đá mắt hổ VIP loại chuẩn 5A đây. Đây. Hàng này thì cực kỳ nét. Nét căng luôn. Đây, size 12 ni 17 hạt các bác nha. Đây tôi chọn cho anh cái này. Vân tia chớp đều tứ phía, bóng đẹp. Hàng này thì không phải bàn nhiều về cái độ đẹp của cái vòng rồi. Đây tôi chọn cho anh cái vòng này. Còn chọn cho một chị ở Bình Dương. Chị ấy đặt gọi điện đặt hàng thì chị ấy bảo là cân nặng có 4-5 cân thôi. 45 cân thì tôi tư vấn cho chị ấy đeo cái vòng size 8 ni này. 8 ni mắt hổ VIP này thì cái hàng này thì cực kỳ đẹp. Đây. Đây tôi chọn cho chị cái vòng này đi. Vòng này đẹp. Vòng này vân nhiều, vân đẹp. Đều vân. Nói chung vòng nào thì nó cũng đều đẹp hết. Đây. Các bác nào mà có nhu cầu gọi điện tư vấn, bên tôi sẽ tư vấn và báo giá giá tốt nhất thị trường cho bác. Giá tại xưởng cực kỳ là rẻ luôn. Cái hàng VIP chuẩn 5A này nhưng mà giá rất là hợp lý cho các bác dùng. Đây các bác nhìn cái vòng đá mắt hổ. Các bác mua về các bác có thể mix với vàng, tỳ hưu vàng hoặc là cái quả cầu vàng hoặc là cái viên 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 có cái viên gì bằng vàng đấy. Lượng vàng đấy, thỏi vàng đấy, đấy những cái hình thù như thế, mix vào cùng mấy cái vòng này thì cực kỳ là sang, đeo vào tay thì cực kỳ là sang luôn. Cho nữ những cái vòng nhỏ xinh này nhá, 45 cân đến 50 cân, đeo những cái vòng size 8 ni này. Đó. Và một anh ở thành phố Hồ Chí Minh có đặt tôi cái vòng 14 ni mắt hổ. Thì cái vòng này thì đây tôi chọn vòng 14 ni đây. Vòng này. Vòng này. Hai vòng này. Một trong hai vòng này, đây lấy vòng này đi. Giờ tôi sẽ đi đóng hàng luôn. Tôi trước khi đóng hàng là tôi quay review nhanh cho các bác để các bác có thể là tham khảo. Các bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì bên tôi sẽ chọn hàng cũng như là tư vấn kích thước cho nó phù hợp với từng người. Anh này thì tầm 65 cân, 65-70 cân thì anh ấy đặt tôi tư vấn cho đeo cái vòng 14 ni là đẹp. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, xin chào các bác, bên tôi giao hàng miễn phí ship toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền nhé. Nên là các bác hoàn toàn là yên tâm nhé. Mỗi khi mà mua hàng trên mạng online này chủ yếu là tin tưởng nhau là chính. Mua bán niềm tin, cho nên là nếu mà các bác đã tin tưởng mà Phương Shop rồi, đã đặt niềm tin đặt hàng rồi thì các bác yên tâm 100% là hàng đến tay là đúng như mẫu. Và các bác được quyền kiểm tra hàng, bóc hàng ra xem trước khi mà thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng, nên là các bác yên tâm nha. Rồi, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Hương Shop. Chúc các bác đầu xuân năm mới thành công, hạnh phúc và vui vẻ. Xin chào.